lại với mùa All-Star lần này và chiến đấu với rất là nhiều cái đối thủ rất là mạnh, thì có cái khoảnh khắc nào mà hai bạn cảm thấy mình không đủ lực và muốn dừng lại để đi về không? Có em ạ, thử thách vừa rồi là đối với thử thách vừa rồi đó, thử thách về độ cao thì rất là sợ. Mặc dù có một số ý kiến cho rằng là em diễn, bởi vì trước đó ở chương trình Biệt đội Phong cách em đã có thị phạm cho các thí sinh, và anh Nam Trung là người thực hiện chương trình đó cùng em. Nếu phải nói, nếu em nói em như làm là tốt mà em đâu có khóc đâu. Nếu nói như là em giả tạo thì anh Nam Trung sẽ phát hiện ra, anh Nam Trung sẽ biết ngay là em giả tạo. Nhưng không, anh Nam Trung đã an ủi rất là nhiều, và ngay ở chương trình Biệt đội Phong cách anh Nam Trung cũng đã an ủi rất là nhiều. Lúc đó em bảo anh Nam Trung ơi em không lên đâu, em sợ lắm. Anh Nam Trung bảo mày không lên thì ai lên, thì lại tao lên à? Thế là anh Nam Trung bảo thôi lên đi, bởi vì là huấn luyện viên thì phải thể hiện cho các thí sinh ấy chứ. Nhưng mà em sợ quá mà nhất quyết em không lên. Rồi anh Nam Trung nói là thôi anh sẽ để cho em ở độ cao thấp thôi, và em sẽ ngồi xuống không phải đứng lên. À thế thực ra lúc đấy là chắc là có tầm này, nhưng mà lấy người ta góc nói máy là 30 mét, à lấy góc máy phải không, kiểu như nhưng mà thực chất là có phải là 30 mét không? Không, chắc là không, nó thấp hơn rất là nhiều so với chương trình Next Top Model. Next Top là 15 mét, ở đó thì nó thấp hơn, và độ cao của em 2 so mét với các thí sinh được đưa lên 2 mét gì xạo, khoảng 7-8 mét, tầm 9 mét, 8-9 mét, 10 mét gì đấy thôi. Thì trong thì khẳng định là 30 mét không? Nếu các bạn thắc mắc thì các bạn có thể tới hỏi chương trình Biệt đội Phong cách và hỏi anh Nam Trung về cái chiều cao thực sự của cái thử thách của chương trình đó. Và vấn đề về Thúy Trâm nói thì em không quan tâm cho lắm, bởi vì là riêng một cá nhân cô ấy nói ra thì không thể nào mà làm nên một vấn đề. Tất cả ekip của chương trình Biệt đội Phong cách và cả anh Nam Trung đều biết Trà My sợ độ cao. Nếu các bạn muốn, các bạn có thể tới đó và hỏi. Đừng hỏi một cá nhân, đừng lấy một cá nhân để làm tiêu chuẩn đánh giá một con người. Còn ở Mỹ thì sao? Tất cả khán giả đều thấy là bạn có một cá tính rất là mạnh. Như vậy thì có cái khoảnh khắc nào bạn cảm thấy yếu đuối và muốn ra về không? Thực ra là cái lúc mà muốn ra về nhất là cái lúc mà cảm thấy là cái nhóm kia mà được anh Nam Trung yêu ái quá. Quá nhiều những thứ mà khi mà mình cố gắng nhưng mà bị mắng, thế xong nhóm đấy thì thực ra là ốm đau thì ai cũng bị đúng không, nhưng mà nhóm kia mà ốm đau thì anh Nam Trung rất là kiểu xoa dịu là các em cố lên thế này kia. Mình đau cái thì bị chửi cho tới tấp, bị mắng cho tới tấp, sấp mặt ra thấy chưa chết rồi, sao mình cố gắng mà chả bao giờ được quan tâm, thế cũng muốn đi về. Còn thử thách của chương trình thì cho đến tập này thì chưa gì là mình sợ cả, bởi vì là mình sợ dưới nước nhất thì năm nay không có. Năm nay mà có dưới nước thì chắc cũng xách vali đi về lâu rồi. Đó, hãy sợ cái gì đi rồi mới biết được cảm giác của người khác. Đừng nên cười trên nỗi đau khổ của người khác, như vậy không tốt đâu. Phải cười.